Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất nhập khẩu các mặt hàng rau quả của Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì trong năm 2018, kim ngạch tại thị trường này đạt tới 2,78 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Tuy nhiên là 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu sang Trung Quốc suy giảm so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt hơn 1,24 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân được cho là do Trung Quốc đã thắt chặt nhập khẩu tiểu ngạch, yêu cầu chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc. Và từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, Trung Quốc tiếp tục áp dụng truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác với tất cả các loại nông sản và thủy sản khác nhập khẩu vào Trung Quốc. Những thách thức nào đang đặt ra trong bối cảnh hiện nay? Các doanh nghiệp và người dân cần làm gì để đáp ứng được các quy định khi xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới tuần này. Và cùng tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay, xin được giới thiệu ông Lê Thanh Hòa là Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin được cảm ơn ông Hòa đã dành lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, nếu như năm 2013, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ chiếm 28%, thì đến năm 2018, con số này đã lên tới hơn 70% thị phần xuất khẩu của rau quả Việt Nam. Và tổng hợp ngắn sau đây sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về những tiềm năng cũng như là thách thức tại thị trường này. Chiếm hơn 70% thị phần, Trung Quốc hiện đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau củ quả của Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu sang Trung Quốc suy giảm so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, mà nguyên nhân lớn nhất được cho là do nước này mạnh tay trong việc kiểm soát nhập khẩu tiểu ngạch. Chúng ta gặp khó khăn rất lớn trong xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc. Tuy chúng ta đã nỗ lực để tìm kiếm những cái thị trường thay thế, nhưng mà điển hình là cái kim ngạch hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ có tăng, nhưng mà cái mức tăng ở các thị trường này nó không đủ bù lại cái sụt giảm xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc, cho nên chúng ta mới thấy rằng là tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản trong quý 1 của chúng ta giảm. Đến nay mới có 8 loại trái cây của Việt Nam được phía Trung Quốc cho phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, bao gồm thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít và chôm chôm. Hiện Việt Nam đang yêu cầu Trung Quốc sớm đánh giá rủi ro mở cửa thị trường để Việt Nam đưa thêm một số loại trái cây như sầu riêng, khoai lang, bưởi, na, roi, chanh leo trong thời gian tới. Bộ đang tiến hành rà soát rồi, thì chúng ta rà soát này là phải trên căn cứ vào cái điều kiện tự nhiên, cái tiềm năng của đất đai, tiềm năng về khí hậu, kinh nghiệm canh tác của người dân đối với từng loại cây quả. Và thứ hai là ta phải tính toán cái nhu cầu của thị trường của trên thế giới và trong nước để chúng ta tránh cái tình trạng mà giữa cung không gặp cầu. Và bước đầu chúng ta tập trung cho là khoảng độ 10 năm các cái đối tượng trái cây mà chủ lực và có tiềm năng. Chúng ta phải tiếp tục cái mở cửa thị trường và đặc biệt là phải quan tâm đến cái thị trường mà đang có nhu cầu nhiều về trái cây nhiệt đới. Tuy nhiên có một thực tế là trong thời gian qua, nhiều sản phẩm rau củ quả vẫn chưa được đảm bảo về an toàn dịch bệnh khi đưa sang Trung Quốc. Đơn cử như trong năm 2018, tỉnh Nam Ninh của Trung Quốc đã nhập khẩu 1,53 triệu tấn trái cây của Việt Nam, nhưng phát hiện ra 140 lô, chủ yếu là nhãn, chuối và chôm chôm, có sinh vật gây hại, không đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn phát hiện ra hàng nước thứ ba mượn xuất xứ Việt Nam để vào Trung Quốc. Cụ thể như cơ quan hải quan Trung Quốc đã phát hiện ra ớt Ấn Độ lấy xuất xứ từ Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc, và cho biết Ấn Độ chưa được phê chuẩn xuất khẩu ớt vào Trung Quốc. Vâng, thưa ông, trong những năm gần đây thì Trung Quốc đã mở rộng cái việc sản xuất trong nước. Tuy nhiên là nhu cầu nhập khẩu rau quả của nước này thì vẫn rất là lớn. Vậy thì Việt Nam sẽ có những cái thuận lợi như thế nào khi tiếp cận với thị trường này ạ? Các cái mặt hàng nông sản, rau hoa quả Việt Nam cũng như là các cái sản phẩm nông sản khác do Việt Nam sản xuất đều có một cái chất lượng cao và đã nhiều năm được người tiêu dùng Trung Quốc ưa thích. Và trong nhiều chuyến công tác của chúng tôi thì phía bạn Trung Quốc cũng đề cao về vấn đề chất lượng hàng hóa nông sản thực phẩm của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này. Trung Quốc hiện tại là một cái nước mà với cái thu nhập cũng tương đối cao so với các nước đang phát triển. Và như vậy thì người tiêu dùng Trung Quốc, cái yêu cầu của họ đối với vấn đề an toàn thực phẩm cũng như là vấn đề truy xuất đối với sản phẩm họ muốn, là cái sản phẩm họ mua thì họ cũng muốn là biết là nó được sản xuất ở đâu và nó có đảm bảo các yêu cầu về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hay không.
thì đó là cũng nhu cầu tất yếu, và đặc biệt là với cái mức thu nhập ngày càng cao của người dân Trung Quốc. Và khi mà thực hiện những cái nghiên cứu về thị trường Trung Quốc thì ông có cái đánh giá như thế nào về cái việc lựa chọn các mặt hàng rau quả của người tiêu dùng Trung Quốc ạ? Người tiêu dùng Trung Quốc thì cũng có một cái sự lựa chọn rất là đa dạng, bởi vì Trung Quốc là cái nước nhập khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Họ nhập khẩu rất nhiều các sản phẩm từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên những cái sản phẩm rau hoa quả nhiệt đới của Việt Nam thì nó vẫn có những cái tính đặc thù riêng và cũng phù hợp với người dân Trung Quốc cũng như người dân Á Đông. Một số các cái sản phẩm mà chúng ta đã thường gọi nó là những cái sản phẩm truyền thống mà chúng ta xuất khẩu ở Trung Quốc, ví dụ như là chuối, thanh long, rồi nhãn, vải, mít, rồi xoài. Đó là những cái sản phẩm mà được người tiêu dùng Trung Quốc rất là ưa chuộng. Mà trước đây thì cái việc xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc của chúng ta thì chủ yếu là theo cái con đường tiểu ngạch. Vậy thì điều này sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro cụ thể như thế nào thưa ông? Chúng ta đã có chính thức là 8 loại quả được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Song bên cạnh đó thì còn rất nhiều các cái sản phẩm rau hoa quả mà trước đây là chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch. Thì hiện nay cái việc mà Trung Quốc giám sát chặt chẽ biên giới và hạn chế cái việc xuất khẩu các cái mặt hàng tiểu ngạch, đặc biệt là các mặt hàng rau hoa quả từ Việt Nam sang, thì nó cũng đang gây ra nhiều cái bất lợi cho các nhà xuất khẩu rau quả Việt Nam. Tuy nhiên, về lâu về dài thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành đàm phán để mở cửa thêm cho nhiều các mặt hàng rau hoa quả cũng như là một số các sản phẩm củ khác của Việt Nam, ví dụ như là củ khoai lang chẳng hạn. Từ trước đến nay thì những cái sản phẩm mà không được chính ngạch thì chúng ta vẫn buôn bán qua con đường các cái cặp chợ biên giới. Chứ còn bây giờ nếu mà xác định về chính ngạch thì là tất cả những cái mặt hàng mà đã được phép xuất khẩu, cho phép xuất khẩu ở Trung Quốc thì mới được phép xuất khẩu vào Trung Quốc. Đấy. Nó khác nhau ở chỗ đó, cái sản phẩm đó được chính phủ cho phép và cái sản phẩm đó không được chính phủ cho phép. Đấy. Mà cụ thể ở đây là Hải quan Trung Quốc, là cơ quan chịu trách nhiệm trong vấn đề giám sát các mặt hàng nông sản thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc hiện nay. Và trong 6 tháng đầu năm nay thì xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc của chúng ta đã suy giảm mạnh so với những năm trước. Vậy thì ông có thể phân tích rõ cái thực trạng này là như thế nào? Các loại hoa quả mà chưa được phép xuất khẩu chính ngạch thì nó giảm mạnh. Đấy. Tuy nhiên là ở một vài nơi, một vài cặp chợ đường biên ấy, thì cái việc mà những cái rau quả không chính ngạch này vẫn được phép thương mại, nhưng mà nó vẫn gọi là trốn tránh các cái cơ quan chức năng thôi. Do vậy mà cái việc giảm đây là giảm chính đối với những cái mặt hàng rau quả mà chưa được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Còn với các cái mặt hàng rau quả đã được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc ấy, thì ngày 6 tháng 5 năm 2019 chúng tôi cũng đã có một cái buổi sang làm việc với Tổng cục Hải quan của tỉnh Quảng Tây. Thì phía bạn cũng cho biết là Việt Nam đã đáp ứng rất tốt các cái quy định mà vừa rồi Trung Quốc đưa ra, đặc biệt là với ba loại quả chuối, dưa hấu và mít. Cái việc mà chúng ta đóng gói bao bì các thứ là cơ bản đáp ứng được các quy định của phía Hải quan Trung Quốc. Theo ông là cái việc mà xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc suy giảm như vậy thì liệu nó có nằm trong cái dự đoán trước đây của chúng ta hay không? Trên thực tế thì chúng tôi vẫn rất là lạc quan về thị trường Trung Quốc. Chúng ta cũng phải nhìn vào các loại hoa quả chúng ta xuất khẩu vào Trung Quốc, bởi vì mỗi một loại hoa quả thì nó xuất khẩu theo mùa. Đấy, và ví dụ như vừa rồi là chúng ta có một cái mùa vải cũng gọi là không được bội thu lắm, nhưng mà cái việc xuất khẩu rất tốt do cái chất lượng của quả vải thì thị trường Trung Quốc cũng đã tiêu thụ rất tốt, và sắp tới thì là sản phẩm nhãn. Còn về dưa hấu với thanh long thì như quý vị đã biết thì hiện tại thì Trung Quốc cũng là một cái nước sản xuất được một rất lớn cái một phần là thanh long cũng như là cái dưa hấu. Và bây giờ hiện tại họ cũng đã bắt đầu vào cái mùa thu hoạch của họ, do vậy mà có thể là cái nhu cầu nhập khẩu giảm đi. Tuy nhiên, đến cuối năm thì chắc chắn là cái việc nhập khẩu các loại ví dụ như thanh long hay là dưa hấu nó cũng sẽ tăng lên, bởi vì là cái mùa thu hoạch của Trung Quốc kết thúc sớm vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là năm 2019, các quy định mà Hải quan Trung Quốc yêu cầu khi xuất khẩu rau quả vào thị trường này không còn dễ dàng như trước đây. Và ngoài việc hạn chế nhập tiểu ngạch, Trung Quốc còn đưa ra những yêu cầu cụ thể với các loại hoa quả được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này là phải truy xuất nguồn gốc, bao gói, nhãn mác. Việc xuất khẩu nông sản trước mắt thì có chút khó khăn hơn, song rõ ràng đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định quốc tế khi xuất khẩu vào bất cứ thị trường nào. Và việc xuất khẩu chính ngạch sẽ giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp về người mua, người bán có hợp đồng ràng buộc rõ ràng. Và để hiểu rõ hơn về những yêu cầu mà phía Trung Quốc áp dụng thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Theo yêu cầu của phía Trung Quốc,
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, các loại nông sản xuất khẩu sang nước này đều phải đăng ký thông tin nhà vườn, nhà xưởng, bao bì gửi cho hải quan. Ngoài ra, rau củ phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Những thông tin này đều được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận trên website. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, Hải quan Trung Quốc cũng đưa ra những yêu cầu về thùng xốp, lưới hoặc chất liệu bao gói an toàn để bọc trái. Những bao bì phải in thông tin truy xuất nguồn gốc. Như vậy, trái cây Việt Nam xuất sang Trung Quốc phải dán tem có mã truy xuất nguồn gốc hoặc đóng trong bao bì thùng giấy có ghi nhãn mác có thông tin truy xuất nguồn gốc. Hiện nước ta chưa ban hành mẫu tem truy xuất nguồn gốc riêng cho sản phẩm rau quả, nên sẽ sử dụng tem kiểm nghiệm kiểm dịch của phía Trung Quốc để xuất khẩu theo hợp đồng đôi bên đã ký. Theo nhiều chuyên gia, để đáp ứng với những quy định mới này, doanh nghiệp Việt Nam phải tiến hành đăng ký cấp mã số cho vùng trồng, mã hóa thông tin để có thể dễ dàng tra cứu khi cần. Bước đầu, doanh nghiệp nên xây dựng quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng uy tín trong hợp tác lâu dài với các đối tác Trung Quốc như đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng cao với phương thức giao dịch thanh toán linh hoạt, an toàn. Đặc biệt, cần đầu tư thêm công nghệ tiên tiến để bảo quản nông sản cũng như hệ thống quản lý hiện đại. Vâng, có rất là nhiều những cái yêu cầu mới mà phía Trung Quốc sẽ áp dụng với nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Vậy thì theo ông, những yêu cầu mới nào đang khiến cho các doanh nghiệp của nước ta lo ngại nhất ạ? Thực tế ở đây không phải là mới, mà hiện tại là Trung Quốc áp dụng theo đúng các cái quy định từ trước đến nay theo thông lệ trong thương mại nông sản thực phẩm quốc tế. Về vấn đề đảm bảo cái truy xuất nguồn gốc đối với tất cả các hàng, mặt hàng gọi là thực phẩm, và rau hoa quả thì nó cũng nằm trong cái phạm chủ này. Do vậy mà cái việc phải đăng ký mã số các vùng trồng cũng như là các cơ sở chế biến đóng gói với phía Trung Quốc là cái yêu cầu tất yếu, không thể tránh được. Và hiện tại thì Cục Bảo vệ Thực vật là cái đơn vị mà đầu mối trong cái việc mà tiếp nhận các cái thông tin đăng ký với vùng trồng rồi các cơ sở đóng gói từ các địa phương để mà cung cấp cho phía Hải quan Trung Quốc, để Hải quan Trung Quốc là tiến hành cho phép nhập khẩu và đăng ký cái tem nhãn theo xuất xứ vùng trồng cũng như là các cơ sở đóng gói. Vậy thì trong số những cái quy định mà phía Trung Quốc đưa ra thì cái quy định nào khiến cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta lo ngại nhất thưa ông? Cái vấn đề ở đây là chúng ta trước cái nay vẫn bán hàng theo cái dạng gọi là đơn hàng lớn, và thường là chúng ta chỉ lo đến cái đầu ra của sản phẩm, chứ chúng ta cũng chưa thực sự là quảng bá cũng như là phát triển cái sản phẩm đi vào sâu vào thị trường Trung Quốc. Do vậy mà tôi nghĩ là cái vấn đề lo ngại nhất đây là các cái doanh nghiệp Việt Nam phải tìm được những cái đối tác lớn, những cái đối tác phân phối trực tiếp vào thị trường Trung Quốc để mà tiến hành ký hợp đồng cũng như là hợp tác phát triển thương mại về lâu dài. Và thông qua các cái đối tác này thì các doanh nghiệp Việt Nam hay các nhà xuất khẩu Việt Nam bản thân cũng phải tự quảng bá cái thương hiệu cũng như là cái sản phẩm nông sản Việt Nam. Và vì trước đây là chúng ta đang thiếu đi cái khâu quan trọng này ở cái đầu ra cho các cái nông sản thực phẩm của mình. Từ trước đến nay thì nhiều doanh nghiệp thương lái của Việt Nam bán hàng cho các đối tác Trung Quốc, có thể gọi nôm na như là kiểu hàng chợ vậy. Và vì vậy mà khi mà có cái sự thay đổi như thế này thì họ sẽ có cái sự lúng túng về các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn. Vậy thì đây liệu có phải là lý do khiến cho kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm nay đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái không thưa? Phía Hải quan Trung Quốc cũng cho ta biết là phía Việt Nam cũng đáp ứng cơ bản rất là tốt các cái quy định này. Do vậy mà đây cái giảm đây thì như tôi cũng đã đề cập đến lúc trước ạ, là chủ yếu là do giảm về đối với các loại hoa quả mà chúng ta buôn bán qua cái cặp chợ đường biên, và những cái quả này thì chưa được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Chứ còn đối với những cái loại quả mà được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc thì tôi nghĩ thì cái giá trị của nó sẽ gia tăng trong cái thời gian từ nay đến cuối năm. Và với những cái quy định mới được áp dụng từ tháng 6 này như là truy xuất nguồn gốc rồi thì dán tem nhãn, vậy thì theo ông là trong 6 tháng cuối năm xuất khẩu nông sản nói chung và rau quả nói riêng của nước ta liệu có thể sẽ gặp những cái khó khăn như thế nào? Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã phối hợp với Hải quan Trung Quốc để mở hai cái lớp tập huấn vào tháng 3 cũng như là tháng 6 vừa qua tại Lạng Sơn và thành phố Hồ Chí Minh để phổ biến cho các cái doanh nghiệp về các cái quy định ghi nhãn mác cũng như là các cái yêu cầu kỹ thuật để mà các doanh nghiệp có thể là đáp ứng được tốt các cái quy định của Trung Quốc. Do vậy mà tôi cũng rất là hy vọng là từ giờ đến cuối năm cái việc xuất khẩu nó sẽ được đẩy mạnh hơn.
Vậy thì liệu cái mục tiêu mà Bộ Nông nghiệp đề ra là xuất khẩu rau quả năm nay sẽ đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ liệu khả thi hay không ạ? Tất nhiên bên cạnh thị trường Trung Quốc thì cũng còn nhiều thị trường khác, và hiện tại thì các doanh nghiệp cũng đã đẩy mạnh cái việc xuất khẩu rau, vậy mà tôi hy vọng là cái mục tiêu Bộ Nông nghiệp đặt ra cũng sẽ đạt được trong năm 2019. Thưa ông, có nhiều ý kiến cho rằng là việc Trung Quốc tiến tới loại bỏ nhập khẩu tiểu ngạch để chuyển sang chính ngạch là cái xu hướng tất yếu nhằm quản lý tốt hơn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là dịch hại. Vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về điều này không ạ? Theo yêu cầu của cái hiệp định thương mại tự do, và trong đó là một cái hiệp định cụ thể về hiệp định SPS quy định kiểm soát các cái vấn đề về an toàn thực phẩm cũng như là kiểm dịch động thực vật trong thương mại nông sản thực phẩm quốc tế, thì bất kỳ nước nào cũng đều có quyền đưa ra những biện pháp để đảm bảo cái an toàn thực phẩm đối với người dân của nước mình. Và Trung Quốc thì cũng đương nhiên họ áp dụng các việc đó theo các cái yêu cầu và thông lệ quốc tế. Còn cái việc mà chúng ta phải tuân thủ thì đó là một cái yêu cầu bắt buộc. Khi mà chúng ta muốn có thị trường nào thì chúng ta phải đáp ứng các cái yêu cầu an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của thị trường đó. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể chiếm lĩnh được cái thị trường đó và đưa các cái sản phẩm của chúng ta vào. Và tôi nghĩ với thị trường Trung Quốc nó là có vấn đề tất yếu. Còn cái việc Trung Quốc hiện nay có giám sát chặt chẽ hơn trước hay không thì tôi cũng dám chắc rằng những cái tín hiệu gần đây nhất từ thị trường Trung Quốc đã cho thấy họ có những cái cải tiến cũng như là áp dụng chặt các cái quy định này, ngay cả cái vấn đề thương mại các cái sản phẩm rau hoa quả cũng như là các cái sản phẩm thủy sản, mà gần đây nhất là phía Trung Quốc cũng đã yêu cầu rất rõ ràng về cái việc ghi nhãn mác bao bì kể cả những cái sản phẩm mà đã qua chế biến, ví dụ như gần đây nhất là cái sản phẩm mực khô hay là cá khô của chúng ta mà đánh bắt ngoài tự nhiên, nếu như mà không đăng ký mà được một và có cái tên nằm trong cái danh sách được xuất khẩu ở Trung Quốc thì cũng không xuất khẩu được vào Trung Quốc qua con đường tiểu ngạch nữa. Do vậy mà những cái quy định này của Trung Quốc thì tôi đoán là họ đang có cái những cái quy định một ngày một chính thống hơn và chặt chẽ hơn, không đơn giản như trước đây nữa. Vâng, tuy là chuyển sang xuất khẩu chính ngạch là điều mà nước ta cũng rất là mong muốn, tuy vậy là để các mặt hàng rau quả được lọt vào danh sách xuất khẩu chính ngạch thì lại không phải là chuyện dễ dàng. Và tôi được biết là có những cái loại trái cây chúng ta mất rất là nhiều thời gian để đàm phán, tuy nhiên là vẫn chưa được. Vậy thì theo ông, cái khó khăn nhất với rau quả để Trung Quốc chấp nhận cho xuất khẩu chính ngạch là gì ạ? Đối với nhiều loại rau quả thì nó có những cái rủi ro liên quan đến vấn đề sâu bệnh rồi dịch hại. Do vậy mà để một loại quả được vào xuất khẩu ở Trung Quốc thì nó tùy theo cái mức độ nguy cơ rủi ro, thì phía Trung Quốc sẽ tiến hành các cái đánh giá. Và trên cơ sở những đánh giá đó sẽ đưa ra cái quyết định cho phép nhập khẩu hay là không cho phép nhập khẩu. Nhưng tuy nhiên những cái loại quả mà chúng ta đã đề cập cho phía Trung Quốc trong cái vấn đề đánh giá rủi ro một cửa thì phía Trung Quốc cơ bản đã chấp nhận và họ cũng sẽ tiến hành đánh giá rủi ro. Tuy nhiên Bộ cũng đã có những cái yêu cầu cụ thể đối với phía Trung Quốc, những cái ưu tiên cụ thể nhất là đối với trước mắt là yêu cầu phía Trung Quốc đánh giá rủi ro đối với sản phẩm quả sầu riêng. Tiếp theo đó là bưởi, chanh leo, rồi na, rồi dừa. Và có một cái loại củ mà chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc sớm đánh giá rủi ro để mở cửa thị trường, đó là củ khoai lang, và đặc biệt là cái khoai lang tím xuất khẩu ở thị trường Trung Quốc. Thì sau khi đánh giá rủi ro thì họ sẽ mở cửa và cho phép xuất khẩu chính ngạch. Vậy thì hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã và đang có những cái giải pháp quyết liệt như thế nào để có thể rau quả của nước ta có cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, thưa ông? Tất nhiên là ngoài cái việc cố gắng từ phía cơ quan quản lý tăng cường cái hợp tác với phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc để mà thúc đẩy cho cái việc đánh giá rủi ro, thì mặt khác các cái doanh nghiệp Việt Nam cũng như là các cái địa phương cũng phải có những cái bước chuẩn bị để mà đáp ứng các cái quy định của Trung Quốc về cái vấn đề đăng ký mã số vùng trồng hay là vấn đề xây dựng các cái cơ sở để bao gói sản phẩm. Thì những cái này các địa phương và bản thân các doanh nghiệp cũng phải tự xác định và chuẩn bị cái đường hướng cho các cái hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới đối với những loại cỏ quả mà Trung Quốc có thể là sẽ cho và xuất khẩu chính ngạch vào trong thời gian tới. Vâng, rõ ràng là những yêu cầu khắt khe hơn của các thị trường trọng điểm của nông sản Việt Nam như là Trung Quốc đã và đang tác động mạnh mẽ đến kim ngạch xuất khẩu nông sản của nước ta. Trên thực tế thì ngay từ năm 2018, thị trường nhập khẩu trái cây lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đã dần đóng cửa nhiều tuyến nhập khẩu theo đường tiểu ngạch. Và thay vào đó thì Trung Quốc yêu cầu hàng nông sản của Việt Nam cần phải đi con đường chính ngạch với nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn về mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc.
Và để đáp ứng yêu cầu này thì bắt buộc nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất. Ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có sản lượng trái cây lớn nhất cả nước. Phía dưới lớp rơm được phủ xung quanh gốc bưởi còn có một lớp phân trùng quế. Cứ 3 tháng, ông sinh là 4 phân hữu cơ một lần. Chính vì thế, lượng phân và thuốc hóa học vào vườn so với trước kia đã giảm tới 80%. Vấn đề mà chất lượng thì bây giờ người tiêu dùng người ta sợ, rất là sợ vấn đề còn lưu bả độc, vấn đề chất hóa học. Nhưng mà người nông dân bây giờ người ta đã nhận định được, nếu mà sử dụng thuốc hóa học thì cái người ảnh hưởng đầu tiên nhất là cái người sản xuất chứ không phải là người tiêu dùng. Bưởi là một trong những mặt hàng đang được phía Trung Quốc xem xét để nhập khẩu chính ngạch. Theo đó, nông sản qua nước này phải truy xuất nguồn gốc, trên bao bì phải có mã số vùng trồng. Để đáp ứng yêu cầu này, bà con đã tiến hành ghi nhật ký đồng ruộng. Ra làm vườn nhiều năm thì không có khăn, từ từ thì mỗi tháng trong cái tổ đó có họp một lần, chỉ đạo mình làm thôi. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, để đáp ứng yêu cầu về hàng rào kỹ thuật kiểm dịch thực vật của Trung Quốc, Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã tiến hành cấp trên 1.200 mã số vùng trồng, 564 nhà đóng gói. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, thì sự chủ động đến từ nông dân là một tín hiệu đáng mừng cho hoạt động xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Rất là mừng là hiện nay là cái việc sử dụng hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ, đặc biệt là thuốc bảo vệ thực vật thì đối với bà con là càng ngày càng được nâng cao. Và bên cạnh đó thì cơ quan quản lý nhà nước cũng là tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì càng ngày càng loại bỏ những cái thuốc mà có cái độc tính cao, thuốc lưu tồn ở trong hàng hóa nông sản lâu cũng như là có cái thời gian cách ly ngày dài ra khỏi cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật. Thống kê từ Cục Trồng trọt cho thấy, năm 2018, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam, chiếm hơn 73% thị phần. Thời gian tới, Việt Nam có thể sẽ được nước bạn cấp phép để 7 loại trái cây khác được xuất khẩu chính ngạch. Chính vì thế, các hộ dân và doanh nghiệp cần phải thay đổi tổ chức sản xuất, kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của thị trường. Vâng, thưa ông, theo như phóng sự mà chúng tôi vừa đề cập đến thì để tiếp cận được chúng thị trường Trung Quốc thì người nông dân Việt Nam đã thay đổi cách thức sản xuất theo hướng an toàn và đáp ứng những cái tiêu chuẩn của nước bạn. Vậy thì ông có cái bình luận như thế nào về điều này? Trên thực tế thì bà con ở các tỉnh phía Nam đã hình thành những cái vùng sản xuất hàng hóa và thực tế là cũng đã xuất khẩu sang Trung Quốc rất nhiều. Và tôi nghĩ những cái sự thay đổi đó là cần thiết và nó phù hợp với cái xu thế phát triển trong tương lai. Vâng, thưa ông, việc các địa phương đang hướng tới việc tổ chức sản xuất tốt rồi đầu tư nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu vào đúng với yêu cầu của Trung Quốc hiện nay thì liệu chúng ta có thể hy vọng vào việc là từ nay đến cuối năm xuất khẩu rau quả vào thị trường Trung Quốc có thể đạt được 3 tỷ đô la Mỹ trên một năm hay không ạ? Tôi nghĩ là với cái xu thế hiện nay cũng như là với những cái nỗ lực từ phía bà con nông dân sản xuất cũng như là địa phương thì cái mục tiêu 3 tỷ đô la chúng ta cũng có thể là đáp ứng được. Thì dựa trên những cái tiêu chí như thế nào mà ông có thể đưa ra những cái nhận định như vậy ạ? Trên thực tế là những cái thông tin yêu cầu của Trung Quốc thì chúng tôi cũng đã tiến hành phổ biến rất là cụ thể cho bà con nông dân cũng như là địa phương biết để mà triển khai. Cũng như là qua những cái buổi tiếp xúc làm việc với phía hải quan Trung Quốc thì sơ bộ chúng tôi cũng biết rằng là những cái quy định của họ, các cái nhà xuất khẩu của Việt Nam cũng đã đáp ứng rất là tốt. Cái việc áp dụng những cái quy định của Trung Quốc thì cũng bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, tới nay thì cũng được gần 1 tháng rồi. Vậy thì là các doanh nghiệp và người dân đã có cái sự thay đổi như thế nào để có thể nhập cuộc vào cái việc này ạ? Cái thông báo này của phía hải quan Nam Ninh đã được đưa ra từ tháng 11 năm 2018. Do vậy mà sau khi có cái sự làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và phía Hải quan Quảng Tây thì cũng đã gia hạn đến 1 tháng 6 vừa rồi. Và trên thực tế là chúng ta đã có hơn nửa năm để chuẩn bị cho cái việc đáp ứng các cái quy định đó. Về lâu dài, cái việc sản xuất của người dân nước ta sẽ cần phải thay đổi như thế nào để có thể tiếp cận được thị trường Trung Quốc một cách bền vững nhất ạ? Cái vấn đề sản xuất tốt, sản xuất nông nghiệp tốt hay thực hành theo các cái quy trình như là việt ghép cho các cây ăn quả thì cũng phải cần được áp dụng và mở rộng. Bởi vì thông qua các cái tiêu chuẩn sản xuất tốt như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được các cái vấn đề về sâu bệnh cũng như là vấn đề về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay là dư lượng các loại hóa chất nông dược khác trong sản phẩm.
Nhưng mà thực tế thì cái việc sản xuất của nước ta hiện nay thì cũng còn khá là manh mún nhỏ lẻ. Vậy thì cái điều này có phải là cái hạn chế trong cái việc mà có thể tổ chức sản xuất tốt không ạ? Tôi nghĩ đây nó cũng là một cái hạn chế. Tuy nhiên, đối với mỗi một cái mô hình thì chúng ta đều có những cách áp dụng cho nó phù hợp. Có thể nhỏ thì chúng ta lại có thời gian chăm sóc làm nó tốt hơn so với những cái mô hình lớn. Tuy nhiên, nó cũng có hạn chế về cái vấn đề chi phí. Để mà có thể giảm chi phí cũng như là mang lại cái lợi nhuận tốt nhất thì những cái việc liên doanh liên kết giữa các cái hộ sản xuất cũng như là với doanh nghiệp thì nó sẽ giúp giảm thiểu những cái khâu trung gian cũng như là chi phí cho sản xuất để mà mang lại cái lợi nhuận cho cả người nông dân cũng như là cả phía doanh nghiệp. Cái việc xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các nước châu Âu thì cũng có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Vậy thì ông có thể so sánh kỹ hơn về cái việc là những cái tiêu chí khi mà xuất khẩu sang Trung Quốc như thế nào để người dân có thể hiểu rõ hơn không? Mỗi nước thì đều có những cái quy định đối với các cái vấn đề về ô nhiễm vi sinh vật hay là dư lượng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản thực phẩm. Thì tôi nghĩ là những cái quy định của Trung Quốc thì nó cũng tuân thủ theo các cái quy định của quốc tế, nhưng mà nó sẽ không thể cao hay là quy định khắt khe như của các nước ví dụ như là Nhật Bản hay là EU và Hoa Kỳ. Do vậy mà chúng ta tôi nghĩ là cũng sẽ dễ dàng đáp ứng hơn. Hiện tại thì Trung Quốc mới tập trung đến vấn đề chủ yếu là truy xuất nguồn gốc. Còn các cái vấn đề về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật các thứ thì bạn cũng có tiến hành kiểm tra, nhưng mà nói chung là sản phẩm của chúng ta cơ bản đáp ứng được. Vâng, như vậy thì có thể nói rằng là những cái sản phẩm mà sản xuất theo tiêu chí là Việt Gap hay là Global Gap thì hoàn toàn có thể yên tâm khi xuất sang thị trường này đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy. Bởi vì thực ra những cái nước có yêu cầu cao như là EU hay là Hoa Kỳ thì với tiêu chuẩn Global Gap thì là chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được. Đấy. Do vậy mà cái thị trường Trung Quốc thì cũng chưa đến mức người ta yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định về Global Gap hay là Việt Gap. Tuy nhiên, cái vấn đề an toàn vẫn phải là đặt ra là trên hết. Vâng, được biết là từ đầu năm đến nay thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để mở những lớp tập huấn yêu cầu kỹ thuật trong xuất nhập khẩu các mặt hàng, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin và đáp ứng đầy đủ các quy định của Trung Quốc. Vậy thì theo ông, đâu đang là vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải triển khai thực hiện trong thời gian tới? Thì chúng tôi cũng đã tổ chức những cái hội thảo phổ biến, và đây là những cái hoạt động từ trước đến nay chưa có, cũng phải nói là chưa có, bởi vì chưa có những cái hội nghị nào mà chúng tôi mời được những cái chuyên gia của phía Hải quan Trung Quốc mà chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn thực phẩm cũng như là giám sát vấn đề nhập khẩu sang đây, phổ biến trực tiếp cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là các cái hộ kinh doanh để biết được cái đó. Tuy nhiên là nó cũng chỉ nằm trong cái giới hạn rất là nhỏ. Để mà làm tốt hơn công việc này thì sắp tới Bộ Nông nghiệp cũng như là chỗ Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cũng sẽ tiếp tục tổ chức những cái lớp tập huấn, những cái lớp mà thông tin cụ thể về các cái yêu cầu liên quan đến vấn đề ghi nhãn mác hay là những cái quy định cụ thể liên quan đến các vấn đề về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay là sâu hại dịch bệnh liên quan đến những cái loại hoa quả mà chúng ta xuất khẩu và mà đã bị Trung Quốc cảnh báo trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì để cái mục tiêu 6 tháng cuối năm đạt được thì các doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải thay đổi như thế nào trong cách tiếp cận với thị trường Trung Quốc? Thực ra là để đạt được cái mục tiêu cho 6 tháng cuối năm ấy thì cục của chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều cái chương trình xúc tiến thương mại kết nối với cả phía doanh nghiệp Trung Quốc, các nhà nhập khẩu Trung Quốc, và có thể cuối năm thì chúng ta sẽ có tham gia tiếp cái hội chợ nhập khẩu Trung Quốc tại Thượng Hải vào tháng 12 năm 2019. Vâng, thưa quý vị, có một thực tế đó là những năm gần đây, rau quả xuất khẩu đang là một trong những nhóm mặt hàng tạo nên những sự bứt phá mạnh mẽ của ngành nông nghiệp. Trong đó thì mốc 3,8 tỷ đô la Mỹ của năm 2018 đã khiến nhiều người kỳ vọng sẽ là nền tảng tốt để chúng ta tiếp tục phát huy trong năm 2019 này. Tuy nhiên, với những khó khăn hiện nay thì việc xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc, quốc gia giữ vị trí số 1 về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam, đang hẹp dần. Những yêu cầu kỹ thuật của thị trường Trung Quốc cho thấy nếu như chúng ta không có sự thay đổi phù hợp thì xuất khẩu rau quả vào thị trường quan trọng nhất này sẽ suy giảm một cách đáng kể. Và điều này thì đòi hỏi ngành hàng này cần có những sự thay đổi để đáp ứng những yêu cầu của thị trường này. Có như vậy thì chúng ta mới có thể nâng cao được cả về lượng và giá trị xuất khẩu rau quả vào thị trường đông dân nhất thế giới này. Tới đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình. Cảm ơn ông Lê Thanh Hòa đã đồng hành với chúng tôi trong suốt 30 phút vừa qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.